Thưa quý vị, sống trong thời đại 4.0, Tết Nguyên Đán của giới trẻ không thể thiếu smartphone và mạng xã hội. Những cành mai đào tươi thắm, không khí dọn nhà tấp nập hay các hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, xem pháo hoa, đi chùa đầu năm đều được tuổi trẻ chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Tuổi trẻ đồng kỵ với năng động sáng tạo, do đó vô vàn cách thức mới lạ độc đáo đã được các bạn thể hiện khi đón chào năm mới Tết Giáp Thìn 2024. Nhưng điều đáng mừng là dù thể hiện cách nào thì vẫn giữ được hồn cốt của Tết Việt, vốn rất là thiêng liêng và đặc biệt. Quẳng gánh lo công việc cùng vai trò căng thẳng, tạm gác lại những deadline. Tết là khoảng thời gian người trẻ thỏa sức quẩy sau một năm dài bận rộn áp lực. Giới cá tính năng động luôn tiếp cận những xu hướng mới nhất, giới trẻ Việt sẵn sàng bùng nổ để tạo ra một cái Tết đặc biệt và đáng nhớ cho riêng mình. Nổi bật nhất năm nay là những clip mang nội dung chúc Tết, check-in, khoe sắc được giới trẻ tạo ra từ các ứng dụng CapCut đăng tải trên các trang mạng xã hội. Bây giờ em thấy là mấy bạn sử dụng điện thoại di động rất là nhiều, có rất nhiều app và có mấy bạn có thể làm nhiều video trên cái mẫu trong cái app đó, thì mấy bạn có thể chúc Tết qua những cái hình ảnh dựng vô cái mẫu và em gửi mấy bạn, coi như là lời chúc em dành cho mấy bạn. Chúc bạn và thầy cô, mọi người xung quanh có một năm mới vui vẻ, tràn đầy ý nghĩa và tràn đầy sức khỏe. Có một sức khỏe thật là nhiều để có một năm bùng nổ hơn. Thế giới sống ảo của giới trẻ không thể thiếu đi những concept, tức ý tưởng chụp ảnh cá nhân đầy sáng tạo và thu hút. Những bức ảnh này thường mang đậm chất cá nhân và đánh dấu những kỷ niệm đẹp trên từng chặng đường đời, trong đó có Tết. Và những địa điểm hấp dẫn đang hot trên các trang mạng xã hội đã giúp cho giới trẻ cập nhật xu thế, thỏa sức sáng tạo để lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng giao thời giữa năm cũ với năm mới. Đáng mừng hơn là những năm gần đây, giới trẻ rất thích thú diện trang phục truyền thống, áo dài, áo tất khi đi chụp ảnh. Điều đó cũng cho thấy đây không chỉ là phong trào, xu hướng nhất thời mà giới trẻ đã ý thức được việc càng phát triển thì càng phải gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tại vì em muốn kết hợp giữa áo dài truyền thống của Việt Nam với lại phong cách của châu Âu, của nhà thờ Song Vĩnh này. Nên là hôm nay kết hợp tiện đây nên là kết hợp nữa là chụp luôn. Dạ. Mặc áo dài hoặc là những trang phục nổi bật về Tết để tụi em có thể chụp hình sống ảo. Để tụi em làm như vậy là tụi em cảm thấy là một năm mới sắp tới rồi, chụp hình sẽ lưu lại được những khoảnh khắc đẹp về Tết truyền thống, Tết cổ truyền của Việt Nam ta. Nói với mọi người là một năm mới đã đến và truyền cho mọi người những cái không khí vui vẻ về Tết. Càng đến gần Tết thì trên các trang mạng xã hội cá nhân của giới trẻ càng sôi nổi cuộc thi thay đổi ảnh đại diện xuân. Chia sẻ về những địa điểm du xuân, du lịch, check-in, chụp hình, quán ăn ngon. Em sẽ đi đến những nơi mà hot hit tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau đó thì em sẽ đăng lên Facebook như cũng như là các trang mạng xã hội để bạn bè cùng biết đến, cũng như là quảng bá thành phố Vũng Tàu xinh đẹp của chúng ta. Không chỉ chào đón năm mới bằng hình ảnh thông điệp ý nghĩa về Tết truyền thống, nhiều bạn trẻ còn chọn cho mình một hoạt động tình nguyện như gói bánh tét, bánh chưng, trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực, thăm tặng quà Tết cho những người yếu thế trong xã hội. Qua đó truyền tải thông điệp, Tết là sẻ chia, Tết là yêu thương. Để mọi người gắn kết lại với nhau và để duy trì được vui xuân cho mọi người, thì cũng là đây là một cái dịp tụi em cũng có những cái phần quà cho những hộ rất là khó khăn, là để có một cái Tết vui tươi. Tết truyền thống qua lăng kính của giới trẻ trở nên phong cách sống động, gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn luôn đẹp và thiêng liêng.